Từ phim trường này, chúng tôi bắt đầu hành trình kết nối câu chuyện của đất và người miền Tây. Đó là câu chuyện của đồng ruộng, của những người nông dân làm giàu thời hội nhập. Kết nối miền Tây. Quê hương miền Tây có vô số món ăn ngon, nhắc đến đã thèm. Nhưng còn rất nhiều ngõ ngách thú vị đang chờ bước chân bạn khám phá. Kết nối những gì đẹp nhất trong cuộc sống muôn màu của người dân miền Tây. Và kết nối trái tim ấm làm đầy mảnh ghép còn thiếu giữa đời. Vào tháng. Kết nối miền Tây xin kính chào quý khán giả. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 18:30 hàng ngày trên kênh VTV5 Tây Nam Bộ.